Thưa toàn thể quý thầy cô cùng toàn thể quý đồng nghiệp, em xin phép được báo cáo về bài báo cáo về cây hạt phóng xạ trong điều trị một số bệnh ung thư. Cũng giống như tất cả các thầy cô quý đồng nghiệp đã biết, cây hạt phóng xạ thì đây là cái phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật xạ trị áp sát xuất liều thấp và kỹ thuật xạ trị chiếu trong, là một trong những kỹ thuật của chuyên ngành y học hạt nhân của chúng ta, bằng cách là đưa các cái hạt phóng xạ vào trong các cái khối u hay là các cái tổn thương hạch hoặc các cái tổn thương di căn, và khi vào trong các cái tổ chức ung thư này thì hạt phóng xạ sẽ phát ra các tia bức xạ và tiêu diệt các cái tế bào ác tính. Về sự phát triển của xạ trị áp sát thì vào năm 1901 thì xạ trị áp sát được các bác sĩ người Pháp áp dụng đầu tiên bằng cái việc cấy cái kim radium để điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Và sau đó thì với sự phát triển thành công của xạ trị áp sát, đặc biệt là xạ trị áp sát xuất liều cao, vào những năm 1960 thì đã áp dụng trong nhiều loại bệnh ung thư, và một trong những bệnh ung thư được áp dụng nhiều đó là ung thư cổ tử cung. Và đến năm 1980 thì cái phương pháp cấy hạt phóng xạ điều trị trong ung thư tuyến tiền liệt qua cái tầng sinh môn là một trong những cái bước tiến mới tiên phong trong điều trị các cái khối u đặc. Và việc sử dụng iốt 125 hoặc là palladium 103 trong cái việc cấy hạt phóng xạ này cũng đã mở ra một cái hướng mới trong điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn sớm, giai đoạn cư trú, và cũng đã được FDA chấp thuận cho cái việc điều trị cấy hạt phóng xạ này. Và cụ thể ở các nước đang phát triển như là ở Mỹ thì người ta tiến hành cũng khá nhiều. Và tiếp sau đó thì thập niên của những năm 2000 thì các đồng nghiệp ở Trung Quốc đã tiến hành cấy hạt phóng xạ dưới hướng dẫn của siêu âm, của CT, và họ cũng đã tiến đến một cái bước mới về cái việc là áp dụng thành công cái công nghệ 3D, đưa các cái liệu pháp cấy hạt phóng xạ vào trong cái điều trị bệnh ung thư. Vậy các hạt phóng xạ này như thế nào? Các hạt phóng xạ này thì thường có kích thước rất là nhỏ và được bọc kín bằng một cái vỏ bọc đó là titan, và ở phía bên trong nó là các cái hạt phóng xạ phát ra các tia gamma năng lượng thấp. Ví dụ như với cái hạt iốt 125 thì kích thước của nó rất là nhỏ, một chiều là 4,5 mm và một chiều là 0,8 mm, và phát tia gamma với cái năng lượng là thấp, khoảng 35 kép, và cái thời gian bán hủy của nó khoảng 60 ngày với cái vỏ bọc titan như thế này, và cái quãng chạy của nó rất là thấp, dưới 2 cm. Do vậy mà khi vào tổ chức thì hầu như rất ảnh hưởng đến các cái tổ chức lành xung quanh. Và các hạt phóng xạ này thì thường được đưa vào cấy vào trong các cái tổ chức, cụ thể là trong tuyến tiền liệt thì được cấy dưới hướng dẫn của siêu âm trực tràng và cấy qua tầng sinh môn. Và khi các cái khối tổn thương này được cấy bằng các hạt phóng xạ thì sẽ phát ra các cái tia bức xạ thường là trong vài milimét thôi, và sẽ không hoặc là hầu như rất ảnh hưởng đến các cái tổ chức lành xung quanh. Và hiện nay thì có thể mô phỏng dưới siêu âm hoặc là mô phỏng dưới hình ảnh của lớp vi tính. Vậy ưu điểm của cái phương pháp này là gì? Đó là nó tạo ra cái liều hấp thụ bức xạ cao tại khối u, trong khi là các cái tổ chức lành chịu cái liều bức xạ rất là thấp. Và các hạt phóng xạ này có cái thời gian bán rã không quá ngắn và cũng không quá dài. Do vậy mà nó có thể cấy được vào trong lòng các cái cơ quan mà không cần phải lấy ra sau khi đã cấy hạt phóng xạ. Và sau khi áp dụng các phương pháp điều trị xong, ví dụ như trong ung thư tuyến tiền liệt, thì sau này nếu như bệnh nhân có các tổn thương tái phát và di căn thì được các cái phương pháp từ phẫu thuật, từ xạ trị, từ cái việc điều trị nội tiết cho những cái bệnh nhân này, và cũng không hề ảnh hưởng gì đến cái việc điều trị sau này của bệnh nhân. Và cái số lượng hạt được cấy vào thì nó cũng vừa đủ cho cái việc điều trị, để làm sao tạo được cái liều bức xạ tối ưu nhất vào khối u và giảm thiểu liều bức xạ vào các cái tổ chức lành xung quanh. Nó được chỉ định hiện tại thì trong thừa giai đoạn sớm được áp dụng chiếu trong ung thư tuyến tiền liệt. Thế còn ở Trung Quốc thì cũng áp dụng thêm điều trị chứng giảm đau, giảm tái phát trong những trường hợp giai đoạn muộn mà không thể phẫu thuật được, thì người ta áp dụng trong các trường hợp các ung thư vùng đầu cổ, ung thư vú, ung thư phần mềm, ung thư cổ tử cung và một số loại ung thư khác. Vậy thì nhân lực và trang thiết bị bao gồm phải có gì? Đương nhiên nhân lực phải có các bác sĩ điều dưỡng, kỹ thuật viên, kỹ sư vật lý xạ trị chuyên ngành y học hạt nhân của chúng ta, và các cái chứng chỉ về an toàn bức xạ. Với các trang thiết bị cố định thì là các cái dụng cụ cố định, rồi các cái mặt nạ cố định, các cái hệ thống máy CT hoặc siêu âm, rồi các cái máy đo giả bức xạ, các cái kim cấy, hạt cấy, cũng như là các cái thiết bị
nạp hạt để làm sao mà đưa cái hạt phóng xạ này vào trong cái khối u. Và trên thế giới hiện tại cũng đã có nhiều các cái nghiên cứu về cái việc điều trị quý các hạt phóng xạ này trong điều trị một số bệnh ung thư. Cụ thể là ở Trung Quốc thì các tác giả Trung Quốc cũng đã tiến hành cấy hạt phóng xạ cho trường hợp bé này có cái khối ung thư lưỡi ở bên phải, rồi các cái trường hợp có các cái khối u ở vùng hốc mắt để hình ảnh các cái tổn thương kết tim được cấy vào trong cái vùng khối u, và sau 3 tháng điều trị thì các cái tổn thương này nó cũng thu nhỏ đi, và sau 6 tháng cũng vậy. Đa số những trường hợp này là những trường hợp mà không mổ được cũng đã được áp dụng các cái phương pháp điều trị bằng hóa trị, xạ trị chống ngoài rồi, và bệnh nhân vẫn còn cái tình trạng tái phát thì được áp dụng thêm bằng cái phương pháp cấy hạt phóng xạ này. Cái stent cấy hạt phóng xạ trong trường hợp ung thư thực quản thì cũng đã được một số các tác giả nghiên cứu trên thế giới. Và trong ung thư tụy dưới hướng dẫn của siêu âm hoặc chụp cắt lớp vi tính thì các hạt phóng xạ này cũng được cấy vào trong các cái tổ chức tuyến tụy để làm sao đạt được cái liều xạ trị khoảng 130 hoặc 140 gray, thì cũng là cái liều mà tiêu diệt được các tổn thương ung thư này. Thì đây là cái kích thước khối u trước điều trị, và sau khối u điều trị thì khối u ở tuyến tụy của bệnh nhân cũng giảm kích thước đi. Hình ảnh này là cái hình ảnh chụp cắt lớp vi tính trước điều trị, và sau 1 năm điều trị thì kích thước khối u cũng đã nhỏ hơn, và sau 2 năm điều trị thì kích thước tổn thương cũng đã thu giảm. Rồi đây là một trường hợp mà cấy hạt phóng xạ vào các cái hạch trung thất của người bệnh, rồi cấy hạt phóng xạ vào trong các tổ chức khối u ở phổi nguyên phát hoặc là thứ phát, thì cũng đạt được cái liều bức xạ khoảng 170 gray, và các cái kim cấy, các cái hạt được cấy vào đây thì cũng giúp thu nhỏ kích thước cái khối u trong trường hợp này. Rồi đây là một trường hợp ung thư tuyến thượng thận có các cái tổn thương di căn phúc mạc, cũng đã được điều trị bằng hóa trị xạ trị, sau đó tổn thương tái phát thì bệnh nhân đã được cấy các hạt phóng xạ và kích thước khối u nó cũng thu nhỏ đi sau điều trị. Đây là một trường hợp ung thư tuyến thượng thận tái phát, ung thư di căn tuyến thượng thận và tái phát sau khi xạ trị chống ngoài, thì người ta cũng cấy các hạt phóng xạ yếu 125 vào đây với cái tổng liều xạ trị đạt được là 170 gray, và sau cái thời gian điều trị thì kích thước khối u nó cũng đã thu giảm đi. Đây là trường hợp ung thư trực tràng tái phát và cũng đã được điều trị bằng các phương pháp phẫu thuật để xạ trị chiếu ngoài và cấy các cái hạt phóng xạ yếu 125 vào trong cái tổn thương này, thì kích thước khối u nó cũng đã thu nhỏ. Vậy ở Việt Nam của chúng ta thì sao? Ở Việt Nam của chúng ta thì phương pháp cấy hạt phóng xạ sử dụng yếu 125 trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt cũng đã được áp dụng từ năm 2005 tại bệnh viện Bạch Mai. Và cái phương pháp này thì là sử dụng các cái hạt iốt phóng xạ được cấy vào trong tuyến tiền liệt của người bệnh, được chỉ định trong những trường hợp như sau. Thứ nhất là ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn sớm, giai đoạn khư trú, tổn thương chưa thâm lấn xa các cái tổ chức ở bên ngoài và chưa có di căn hạch vùng, chưa có di căn xa, độ ác tính thấp với cái điểm lesion là dưới 6 và PSA nồng độ là dưới 10 nanogram trên ml. Và chúng chỉ định đối với những trường hợp mà có tắc nghẽn đường niệu, có u chèn ép hoặc là ở cái giai đoạn đã có ở giai đoạn căn rồi, và phương pháp này thì phải sử dụng gây mê. Do vậy mà trong trường hợp mà chống chỉ định gây mê thì cũng không thể làm được. Về mặt nhân lực thì cần có phải có sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các bác sĩ chuyên ngành y học hạt nhân chúng ta, chuyên ngành ung biếu xạ trị, chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, đặc biệt là chuyên ngành cắt tiết niệu và gây mê, để cùng phối hợp với chúng ta trong quá trình gây mê cho người bệnh, cũng như là soi bằng quang đánh giá sau cái quá trình điều trị. Và song song với nó, các điều dưỡng, các kỹ thuật viên và các kỹ sư vật lý của chúng ta cũng cần phải có sự phối hợp. Và về mặt trang thiết bị thì đây là cái hệ thống máy cấy hạt phóng xạ iốt 125 cho ung thư tuyến tiền liệt đặt tại bệnh viện Bạch Mai. Thì đây là cái hệ thống bàn giá đỡ, hệ thống máy siêu âm, và gồm các cái bàn đỡ giá đỡ có các cái ma trận và các cái đầu dò siêu âm để chúng ta tiến hành siêu âm trực tràng, nội trực tràng cho người bệnh. Các cái hệ thống nạp hạt phóng xạ, các cái kim cấy hạt phóng xạ cũng như là các cái máy đo giả bức xạ. Và chúng ta cũng cần phải có một cái phần mềm chuyên dụng để lập kế hoạch xạ trị, làm sao để chúng ta tạo được cái đường đồng liều tập trung vào cái vùng tổn thương khối u ở đây. Kèm theo nữa là sẽ tính toán được có số lượng bao nhiêu kim cấy, và trong mỗi mô tích kim này thì đặt ở vị trí nào, số lượng kim ra sao, số lượng hạt phóng xạ như thế nào, và các hạt spacer, tức là các cái hạt trắng, các hạt trống không có cái iốt 125 ở trong ra sao, thì cũng phải có cái phần mềm để lập kế hoạch xạ trị này. Và cái quy trình cấy hạt phóng xạ thì chúng ta cần phải chuẩn bị bệnh nhân có đúng các cái chỉ định thông qua các cái hội đồng hội chẩn và tiến hành các kỹ thuật này. Thì đầu tiên là phải siêu âm
đội trực tràng đánh giá cái thể tích khối u cũng như là thể tích của tuyến tiền liệt và tiến hành thu thập các cái hình ảnh này và xác định các cái hình dạng và tiến hành lập kế hoạch xạ trị. Và với cái số lượng lập kế hoạch xạ trị xác định được số lượng kim, số lượng hạt và liều vào các cái tổ chức khối u, tổ chức lành xung quanh ra sao, đặc biệt là trực tràng, bàng quang và niệu đạo. Sau đó tiến hành đặt các cái hạt phóng xạ này từ nước ngoài chuyển về và tiến hành bước 2 là vào cái ngày điều trị thì sẽ tiến hành gây mê cho người bệnh, rồi đặt các cái tư thế để điều trị, tiến hành cấy hạt và kiểm tra sau khi cấy hạt cũng như là theo dõi sau cái quá trình điều trị. Đây là cái bước chúng ta chuẩn bị bệnh nhân và giải thích cho người bệnh về cái phương pháp này, tiến hành lập kế hoạch xạ trị, tiến hành chuẩn bị cái hạt để điều trị và tiến hành điều trị cấy các hạt phóng xạ này vào trong tuyến tiền liệt của người bệnh và kiểm tra đánh giá cái kế hoạch cũng như là việc điều trị của chúng ta đã đảm bảo an toàn hay chưa và tiến hành theo dõi sau điều trị. Về việc lập kế hoạch điều trị thì chúng ta sẽ phải đặt các cái đầu dò, đặt đầu dò trực tràng và chúng ta sẽ tiến hành đặt các cái ma trận và tiến hành siêu âm, xác định các cái vị trí, các ranh giới hình dạng thể tích và tiến hành lập kế hoạch xạ trị, sau đó cấy các cái hạt phóng xạ, các kim cấy này vào trong tuyến tiền liệt của người bệnh theo cái kế hoạch mà chúng ta đã được lập. Đây là cái hình ảnh mà các kỹ thuật viên đã tiến hành nạp hạt vào trong cái kim để cấy hạt phóng xạ và tiến hành cấy các hạt phóng xạ này vào trong tuyến tiền liệt của người bệnh và phải tránh cái niệu quản cũng như là tránh cấy vào bàng quang và trực tràng, vì nếu như vào các cái tổ chức cơ quan này thì sẽ gây ra các biến chứng cho người bệnh. Và sau đó thì chúng ta tiến hành đưa kim vào các cái vị trí cấy này và đẩy các cái hạt phóng xạ vào và rút kim ra và hạt phóng xạ sẽ nằm gọn lại ở trong tuyến tiền liệt của người bệnh. Và tiến hành cái việc cấy đó xong xuôi. Thì sau đấy thì chúng ta phải kiểm tra sau khi cấy hạt phóng xạ. Ngay trong cái quá trình cấy hạt phóng xạ thì chúng ta đã phải siêu âm để đánh giá. Chúng ta tiến hành chụp X-quang sau điều trị, nội soi bàng quang sau điều trị và cũng như là chụp CT đánh giá. Đây là cái ekip tiến hành nội soi để đánh giá xem có hạt phóng xạ nào vào trong bàng quang hay không. Và chụp X-quang cùng tiểu khung sau điều trị thì như trường hợp này thì thấy cái tổn thương nằm gọn trong tuyến tiền liệt. Chụp lớp vi tính sau điều trị. Vậy lợi ích của cái phương pháp này là gì? Đó là giúp kiểm soát khối u tại chỗ rất là cao và đạt được cái hiệu quả điều trị tối ưu hơn so với xạ trị chống ngoài, chỉ định trong những cái trường hợp mà ở giai đoạn sớm, giai đoạn cư trú như vậy và giảm thiểu tối đa các cái biến chứng đến các cơ quan lành xung quanh và đặc biệt là giảm được cái nguy cơ tiểu tiện không tự chủ cũng như là đảm bảo được cái chức năng sinh lý cương dương của người bệnh. Và đây là một trường hợp lâm sàng, đây là một bệnh nhân nam 63 tuổi. Được chẩn đoán là ung thư tuyến tiền liệt, mô bệnh học là ung thư biểu mô tuyến với cái điểm Gleason là 6 điểm và chụp chiếu thì chưa thấy có tổn thương di căn xa, nồng độ PSA là 28,5 và cái tổn thương ở trong nằm gọn trong tuyến tiền liệt và bệnh nhân này cũng đã được tiến hành cấy hạt phóng xạ với 24 kim, tổng liều ước 125 là 145 gray và sau điều trị thì bệnh nhân chỉ có tụ máu nhẹ ở sinh môn thôi, còn các cái triệu chứng khác của người bệnh khá là ổn định. Trong một số trường hợp với các cái tổn thương nồng độ PSA tăng cao trước điều trị với cái mức độ trên 10 nanogram trên ml thì chúng ta cũng có thể phối hợp với phương pháp điều trị nội tiết để mà giảm cái nồng độ PSA này cũng như là chờ đợi các cái kế hoạch điều trị cũng như là chờ đợi các cái hạt phóng xạ được chuyển về Việt Nam để tiến hành điều trị cho người bệnh. Và người bệnh này thì cũng đã được chụp X-quang và chụp cắt lớp để đánh giá sau quá trình điều trị. Và trước điều trị thì bệnh nhân có triệu chứng bí tiểu, tiểu rắt và có khối u tuyến tiền liệt và thể tích u là 15 cm khối với nồng độ PSA toàn phần là 28,5. Sau điều trị thì trong một tháng thôi thì các triệu chứng cơ năng của bệnh nhân đã giảm hoàn toàn, nồng độ PSA trở về bình thường. Và sau 24 tháng thì trên hình ảnh chụp cộng từ không còn tổn thương u và nồng độ PSA hoàn toàn ổn định. Từ năm 2015 đến nay thì bệnh nhân cũng khá là ổn định. Nói tóm lại thì với phương pháp cấy hạt phóng xạ ưu 125 trong điều trị bệnh ung thư thì cho đến nay đã được FDA chấp thuận và phê chuẩn trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn sớm. Còn với các khối u đặc khác thì hiện nay ở Trung Quốc thì đang triển khai và đây là cái phương pháp điều trị tại chỗ khá là hiệu quả, rất ít hoặc là không ảnh hưởng đến các cơ quan lành xung quanh. Và ở tại Việt Nam của chúng ta thì bệnh viện Bạch Mai đã bước đầu ứng dụng cái thành công điều trị ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn sớm.
Và xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của toàn thể quý thầy cô, chủ tọa đoàn và quý đồng nghiệp. Và em xin kính chúc các bạn tham gia đợt chống dịch vào thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay, cũng như các đoàn đã vào thành phố Hồ Chí Minh trước đây, và toàn thể tập thể các thầy cô trong chi hội y học hạt nhân của chúng ta an toàn trong mùa dịch COVID-19 này. Và em xin trân trọng cảm ơn.